Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cầm Sành. Như trên màn hình các bạn có thể quan sát thấy, đây là cây cầm sành đang trong thời điểm làm bông bằng biện pháp đậy bằng phủ. Giờ hiện tại vườn này đã đậy xong rồi và tất cả các cây nó đã lên mầm rồi. Thì cái bước tiếp theo ở giai đoạn này mình đã cho nhà vườn tiến hành phun phá lá rồi, tức là phun rụng lá để kích thích cho cái cây mình nó ra hoa. Đây là cái biểu hiện cây nó vừa rớt lá sau thời điểm là phun khoảng 2 ngày. Thì hiện tại là trên cây này cái lá nó đang rớt các bạn, tức là tỷ lệ nó rớt chưa có nhiều, nó dao động từ khoảng ngày thứ ba tới ngày thứ bảy là cái lá của mình nó sẽ rớt nhiều đó. Khi mình rung thì nó sẽ rớt như vậy. Thì hiện tại cái cây này nó mới thấm thuốc thôi cho nên là tỷ lệ nó rớt chưa cao. Thì sau khi mà đậy bằng phủ khoảng cỡ 60 ngày thì cái mầm của mình nó đã lên đều rồi, nó đã lên gỗ rồi. Thì lúc đó sẽ tiến hành áp dụng cái biện pháp phá lá. Như những cái cây này thì cái mầm nó xì ra rất là nhiều rồi các bạn, nó xì đều cây rồi. Đây ví dụ như cái này đã xì đều như vậy nè bạn, còn như những cái mầm này nó cũng vậy, tất cả nó đã xì đều rồi ha. Đó là cái thời điểm báo hiệu là phù hợp nhất để chúng ta tiến hành là phun kích ra hoa. Thì đối với cái biện pháp của mình cho nhìn vườn phun thì những cái trái này nó sẽ không bị rớt các bạn, những cái trái này nó sẽ bình thường thôi. Lá nó rớt thì tất cả các cây nó đã xì bông rồi, ít nhiều thôi. Ví dụ như đối với cây này nè các bạn, là nó xì rất là nhiều ha. Đây đây là cái kỹ thuật mà tạo bông chùm với bông nghe nách lá mình cho nhà vườn áp dụng, thì hiện tại nó ra khá là đều rồi. Và những cái này nè nó tạo bông chùm rất là nhiều. Nếu mình phun tạo mầm đúng thì khoảng cỡ 50 ngày thì mầm nó sẽ lên đều như vậy các bạn, lên đều tất cả các cây trong vườn. Và những cái này thì nó lên đều rồi, nó lên rất là đều rồi. Đây nó xì rất là nhiều rồi các bạn. Những cái này đa phần là gan nghe nách lá thôi các bạn. Khi tất cả các cây nó đã lên mầm đều thì cái bước mà chúng ta sẽ phun kích thích ra hoa là cái bước quan trọng để giúp cho cây của mình nó ra hoa tập trung và nó ra hoa đồng loạt các bạn. Tức là mình phải xử lý vậy để cho cây nó ra hoa một lần, để cái lúc mà sổn nhị chúng ta sẽ tiến hành là quản lý thuốc bệnh này kia nó dễ, với đồng thời là phun kích thích cho nó tăng khả năng đậu trái thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu như mà nó ra hoa nhiều đợt các bạn không có thể phun được, cái tỷ lệ rụng nó rất là cao. Cho nên là cái bước mà kích thích cho cây nó ra hoa tập trung này nè rất là quan trọng. Thì ở đây là tất cả các mầm nó đều đậu lên rất là nhiều rồi các bạn. Những mầm này đều là những mầm bông hết. Thì đối với những cây này là cái hàng bìa cho nên là cái xì bông trước, do nó thấm nước nó rút nước thì khả năng xì bông của nó là nó sẽ xì trước các bạn. Còn những cái cây ở phía trong thì do nó không có được thấm nước cho nên là nó sẽ ít chất xì. Đây đây là tỷ lệ, đây là cái biểu hiện nó đã rụng lá, nó đang rụng lá. Rung cho các bạn xem. Đó, đối với cái cây này thì cái bông nó xì ra hết rồi các bạn. Đây là cái biểu hiện mà nó đã xì bông.
Cái này cũng đang xì bông hết các bạn. Thì trong thời điểm này chúng ta phun hoa lá thì cái vấn đề là xiết nước là vẫn tiến hành xiết nước các bạn, đừng có ập nước vô. Chừng nào mà chỉ tiến hành dỡ măng phủ á, thì lúc đó là nước là chúng ta mới tiến hành là đưa vào, rồi sau đó là áp dụng các biện pháp là xử lý tiếp theo. Đây, như cái cây này tỷ lệ lá nó rụng rất là đạt các bạn. Và một cái điểm đặc biệt đó là cây này nó không bị có ảnh hưởng gì tàn nhện nha, tàn nhện nó vẫn còn y thân, nó không có gặp vấn đề gì hết. Đây là biểu hiện của xì bông. Đây, như cây này thì nó đang rớt lá các bạn. Đây, cái chùm này là xì nguyên một chùm bông luôn. Đây là cái hiện tượng của bông chùm các bạn. Nếu như cây của mình mà nó ra được qua chùm như thế này nè, thì tỷ lệ đậu trái của nó rất là cao. Thì trong thời điểm phá lá thì tất cả các trái này nó sẽ không có bị rụng. Còn đây là biểu hiện tổng quát của cái cây này các bạn, tức là khi mình làm bông á thì cây này tương đối là vừa chứ không có lớn, nhưng mà cái cách để trái là chúng ta sẽ để trái ở tàn phía dưới á, cho nên là cây nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái cây của mình. Còn những cái mầm này nó đã u rất là mạnh rồi, chỉ cần tiến hành là kích thích cho rễ nó thức dậy rồi sau đó đi dinh dưỡng thì cái cây của mình nó sẽ bật mầm rất là nhanh. Đó, cho đó trong thời điểm mà tiến hành làm bông trong mùa mưa thì cái biện pháp đậy màng phủ là cái biện pháp mà an toàn, nó sẽ hạn chế cái quá trình mà thấm thuốc vô cái cây của mình, chứ nó thấm vào trong đất thì cái cây của mình nó sẽ được ăn bền hơn. Thì đây là cái câu mà giúp cho cái cây mình được ăn lâu hơn. Đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình chăm sóc tiến hành là phá lá cầm sành sau khi chúng ta tiến hành là đậy màng phủ và cái mầm nó đã lên đều đạt rồi. Thì cái bước tiếp theo thì mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là tưới giải độc rễ rồi kích ra hoa thôi. Nếu như cái clip của mình bị cỏ sẽ tiến hành là phun thuốc cỏ trước. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật lên vườn. Thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cụ thể hơn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công. Hiện tại ở thời điểm phá lá mà các bạn quan sát thấy cái cây này rất là xanh nha, nó không có bị ảnh hưởng gì hết.